Hello, xin chào, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm qua thì có một con game mới ra mắt tên là Đấu Thần Tuyệt Thế mọi người ạ. Đây là một game nhập ban gọi là V cũng khá là hay ho của nhà phát hành Vplay. Dung lượng game thì tầm khoảng hơn 200 MB. Chúng ta thử mở game xem nhá. Ồ, một ngày mà có tới tận 34 server rồi. Bổn tể thế, trừ ma hoàng thái bình. À, đây sẽ là class Thiên Sư các bạn. Nhạc nền game cũng hay ho phết. Ồ, Địa Tàng Long Ngâm Lưu Ly Thần Sách Linh Tiêu Đạo Sĩ. Địa Tàng các bạn. Địa Tàng giống kiểu cái bang thế. Kì. Long Ngâm. Long Ngâm. Lát này chơi kiếm các bạn. Lưu Ly. Có giọng nghiêm của nhân vật các bạn nhé. Nghe cũng hay ho phết. Thần cung. Để thần sách mà. Tập cung đâu. Quả nào cũng có rồng các bạn ạ. Lóa 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 cả mắt. Đạo sĩ. Không có class nào cầm cung nhỉ. Ok, nhập tên mà nào các bạn ơi. Nhạc nền game hay phết. Không biết có bị bản quyền cái lời nhạc này không. Tí lại bị sập thì chết. Lát nữa các bạn mà thấy nhá, không thấy lên nhạc là các bạn hiểu rồi nha, bị bản quyền nhá. Ok, anh sẽ free vip 6 này. Gì đây? 25 LP gì đây? Tiểu nó nhi các bạn ạ. Game này game 2,5D các bạn ạ. Ok, ở góc dưới bên tay phải sẽ là menu đồ đánh các bạn ạ. Nó đang bị khuất bởi phần camera. Góc nhìn này chăng? Huyền trưởng môn. Nhưng mà các bạn cũng chả làm gì cả. Và nó tự làm hết đây này. Ồ, giống như con game lần trước mình chơi thôi, cũng không có gì. Nhà cũng nhận được nhận các bạn ạ. Mình tưởng là server mua thì mình sẽ được nhận chứ. Ôi giời. Tặng VIP 6 nha các bạn, phải mua với giá là 999 ngọc vậy cơ. Được hoàn trả. Free phải ra free chứ. Cái này là một điểm trừ nhá. Trời ơi. Anh bảo cho tôi free mà anh lại lại. Ồ, một game 3D các bạn nha. Đây này. Đẹp chưa? Phi Long Tại Thiên à, lại kiểu cái bang các bạn, cái bang mà lại cầm con trường binh này nhỉ, ảo vãi. Đồ họa game khá đẹp, đồ họa 3D các bạn. Không biết là game có tự tải thêm không mà sao mà có hơn 200 MB, chắc nó phải tự tải thêm khoảng ít phải 2 GB nữa. Linh kỵ, thuần hóa linh kỵ ở đây các bạn. Bên đang ở server 34. Một ngày mà ra tận 34 server là các bạn cũng tự hiểu đấy. Ôi menu nhiều vãi nồi luôn. Kỹ năng rèn chuyển chức thời trang thành tựu thời trang. À, đây là hệ thống pet này. Ôi giời, hoàn thành pet này, ngoại hình. Rất nhiều bộ trang phục nha các bạn nha. Mình không thích này, mình thích cái bang đánh tay không hoặc là cầm đả cầu bồng phát. Cái bang mà cầm cái này. Rồi ok, chúng ta có vừa thêm một cái kỹ năng mới ở góc dưới bên tay phải. Như vậy sẽ tầm khoảng 5 kỹ năng, bên một kỹ năng đánh thường là 6. Có cả kinh công các bạn, kinh công đây. Ái xà. Rồi. Ảo vãi chưởng các bạn ạ. Chứ có nhảy đi đâu mất tiêu à. Nhảy vào góc lag. Góc này. À có pet rồi. Thượng cổ chiến thần. Và trong game thì không thấy dòng game ở đâu nữa. Điều vãi. Thiên Phú Linh.
Ok, của biến hóa nhá. Rồi, biến hóa thành thượng cổ này. Cái âm thanh thực sự còn không tốt. Đoạn đầu game hay bao nhiêu đến lúc vào trong này mình cảm giác nó hơi hời hợt kiểu gì ấy, nhìn nó không 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 thực sự là cuốn cho lắm. Bản nhạc nền game thì cũng có mỗi một bản thôi. Ở đây là đã cả bộ, ở đây kỹ năng gì đây? Mình tí mình sẽ bảng kỹ năng của nó bây giờ. Túi nhóm này. À đây này, nó có tải thêm một ghi đấy các bạn ạ. Có tải thêm một ghi đấy nhá. Như vậy dung lượng game mà tổng cộng 1 GB 2. Mình bảo quá mà. Làm gì ghê gì mà nhẹ thế. Đó, thằng nào. Quà vào group, à lại còn vào group lại còn được quà nữa. Ôi giời, nó có 50 kinh con bảo quá. Ở góc trên bên tay phải sẽ là cái gì, map này, thời lượng pin và tín hiệu wifi. Ok. Không biết anh em chơi con game này toàn treo máy này chứ còn đấy thì là thời lượng pin làm quá thì ít ai mà chơi trên điện thoại lắm. Mình toàn chơi trên giả lập không à. Và cứ chảy về làm gì, chỉ việc ngồi nhìn và bình luận này. Các bạn nhìn thấy có nhàn không? Đây. Kỹ năng thì thấy nó cũng tạm tạm ổn. Tắt tôi đi xem nào, nó cứ hiện ra đây là méo gì, quá online rồi. Ok, em sẽ biến thành thượng cổ thần ma. Không đẹp. Đây, cho các bạn giới tạm thôi. Thêm là một con pet đấy các bạn ạ. Không phải pet mà là người đồng hành. Ai xa. Ở đây mình sẽ có cái gì menu ghi âm nữa cơ. Ai xa. Ma tộc ánh vệ. Úi giời. Biến hóa các kiểu ghê gớm quá. Ma tộc ảnh vệ. Trạng thái này hòa bình này. Tiên. Hình như cánh ngay ôi rồi. Lại là có cánh, ôi giời ơi. Nhất kiếm hiệp đừng có cho cánh vào, ngày xưa làm gì có cánh đâu. Trời ơi, khó cả cổ họng rồi. Mình không thích cái cánh này đâu nhá. Đại kiếm hiệp thì ông đừng có nhét cái cánh vào, giống có vẻ giống game MU mấy quái đâu. Hoặc cái giống cái game tiên hiệp ngày trước thôi. Nhìn chung. Chả đâu vào đâu rồi. Ảo à, vãi chưởng luôn đấy. Ok, đồ họa 3D thì cũng tạo tạo rồi, xem có gì nạp phần đầu đâu nhỉ. Đây, nạp đầu. Nạp đầu nhưng nhận được một cái bộ trang phục. Một trang bị bậc 5. Thứ ba nhận được một cái ấn gì đây, Huyền Long Châu. Tinh linh. Ok. 300 anh em sẽ nhận được một cái món vũ khí theo lớp trang bị mà anh em chọn lúc ban đầu. 980. Nhận được một con pet các bạn. 1K9 anh em sẽ nhận được một một bộ trang phục này. Ây à, nhìn gầu lòi phết. Chắc chắn là phải ngon hơn cái con kia. À còn quà đua top nữa chứ. Quà đua top nữa các bạn ạ. Đấy. Trượng để may ra nó đua được top. Mèo đáng yêu đấy. Úi giời. Một bộ trang phục nữa, cái thứ ba. Lại một bộ trang phục nữa, ui rồi nhiều bộ lắm, nói chung lần nào cho anh em nạp càng nhiều thì nó càng ngon thế thôi. Trong cái con game này thì nhiều lúc nó cũng không có phân biệt lắm, nhưng người cày chay về nhìn sâu vãi, mình không thích cày như nào. Ok, mình sẽ kết thúc video rồi. Vậy các bạn đánh giá chung là một game tiên hiệp nhập vai võ thuật rồi kết hợp đủ các thể loại. Từ trước giờ mình vẫn đang chơi con game này nhiều rồi. Đồ họa game cũng tạm ổn, âm nhạc thì ở mức trung bình thôi, ghi âm thì cũng chả có mấy ghi âm nên nhưng chỗ này phải lồng thêm giọng ghi âm của nhân vật vào, trung độ tăng thêm khoảng 2-3 GB thì cũng không nói, nhưng mà nó sẽ thật hơn đấy. Đấy là game rồi, mình mong muốn nó cố gắng cảm giác thật nhất có thể. Còn không trang bị thì có vẻ là sẽ giúp ích cho nhà phát hành game, nó sẽ nhẹ hơn, tiết kiệm pin mượt mà, rõ nét này, tăng lên mức này này.
Ok, như vậy mình tăng lên mức rõ nét rồi. Đây, có vẻ như nó đẹp hơn các bạn. Vừa rồi nhìn hơi nhòe nhòe, đang để mức thấp nhất. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Nếu như mọi người có ý kiến hoặc là đóng góp gì cho cái con game này, hoặc là cho đóng góp cho mình, hãy comment ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.